Hello mọi người. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024. Thì nói chung là tới hôm nay là Dũng bắt đầu bị kiệt sức rồi. Do là Dũng có một cái tuần làm việc nó quá kín về cái lịch họp này kia đó. Dũng phải họp từ sáng cho tới tối mà nó không có cái khoảng trống ở giữa, có khi chỉ kịp chạy xuống quán cà phê mua cái bánh rồi xong rồi lại chạy đi qua chỗ khác họp tiếp. Cho nên là tuần này thì Dũng bắt đầu thấy là cái xoan của Dũng nó lên nhiều. Đương nhiên thì không phải ai mệt thì cũng bị nổi xoan ha, nhưng mà Dũng là cái người mà có cái cơ địa dị ứng với thời tiết á, nên thành ra là cái thời tiết nó thay đổi chút là xoan nó lên. Mà giờ là do là nó mệt, mà mặc dù là Dũng không có uống cà phê vào ban ngày nữa. Dũng chỉ uống cà phê mà decaf, tức là đã bỏ luôn phần caffeine rồi. Cho nên là Dũng giữ được cái câu chuyện là nó không có bị xoan lên này kia, nhưng mà tới bây giờ thì đã xoan nó đã lên trên mắt rồi. Nó thành ghèn ở trên mắt rồi, bắt đầu thấy sót ở trên mắt rồi. Thì hy vọng là hai ngày cuối tuần Dũng có thể ngủ đủ giấc để mà bù đắp lại, chứ còn nếu không thì sẽ tuần sau sẽ rất là mệt. Tại vì tuần sau gì đó Dũng có khách và phải tiếp khách, từ nói chung là phải họp rồi tiếp khách này kia, thì nó cũng ít nhất là cũng phải mất 3-4 buổi tối nữa, và thêm một cái chuyến bay từ 5 giờ sáng, 4 giờ sáng gì đó ở Sài Gòn bay đi, và tối khuya bay về nữa vào ngày thứ sáu nữa đó. Thì nói chung là công việc thôi, cũng không có gì mà phải phàn nàn, tại vì một năm thì có vài lần nó giống vậy. Thông thường là đi từ tháng 3 cho tới tháng 6 thì nó sẽ có tầm có khoảng 3-4 lần là Dũng phải mất thời gian kiểu vậy. Bây giờ mình coi các cái câu hỏi của mọi người. Rồi, để coi nào. Câu hỏi. Ôi nhiều, câu hỏi còn nhiều quá. Ây da, có bạn kỳ cute, bạn hỏi là con Maybach đẹp ghê, anh có dự định mua Maybach không anh? Trời ơi, làm gì có tiền mà mua. Với lại Dũng thiên về trải nghiệm mà tạo ra sản phẩm hơn là trải nghiệm mà không tạo ra gì. Cho nên là những cái xe ô tô mà nó sang, nó luxury thì Dũng sẽ không có mua, nếu trừ trường hợp là Dũng có rất nhiều tiền. Và cá nhân Dũng thì bây giờ không có nhiều tiền lắm để mua những cái thứ đó. Rồi, câu hỏi của bạn I. Lewis. Sau thời gian làm việc remote thì em cảm thấy quan hệ xung quanh của em dần co lại. Anh có thể chia sẻ cách anh tạo dựng và duy trì các mối quan hệ trong cuộc sống không ạ? Hiện tại em cần tìm một mentor cho chặng đường sắp tới thì em có thể bắt đầu từ đâu? Em cảm ơn anh nhiều và chúc anh năm mới nhiều sức khỏe. Câu hỏi của bạn I. Lewis thì chắc là cách đây tầm khoảng 7 ngày, như vậy là Dũng còn cách tầm có khoảng 7 ngày nữa là Dũng có thể trả lời hết được tất cả các cái câu hỏi. Ok. Thì chúng ta đi nha. Hôm qua thì các bạn thấy Dũng bị đụng nhẹ cái đuôi xe của một chiếc xe máy, thì cái đó nó làm cho Dũng cảm thấy rất là khó chịu. Tại vì hiếm khi mà Dũng bị đụng vào xe máy, Dũng không bao giờ đụng xe máy cả. Nhưng mà hôm qua nhìn cái ông nhà sư giả ha, ông cầm cái bình bát, ông ngồi ở phía trước ngay cái ngã tư đường, ông ngồi đó, thì cái đó nó không phải là cái hành động khất thực. Cho nên là thành ra Dũng
Dũng cũng hơi surprise là tại vì sao mà người ta có thể làm được cái chuyện giống vậy, nên là hơi gì đó, hơi không để ý một xíu. Ừ. Tất nhiên thì không ai bị gì, phải không? Nó chỉ quẹt nhẹ thôi và cũng không có rớt xe này kia nữa. Nhưng mà trong lòng cũng thấy là khá là khó chịu. Ừ. Rồi. Cái câu hỏi của bạn về cái câu chuyện là tạo dựng các cái relationship và duy trì nó như thế nào, thì xin thưa với bạn là Dũng là một cái người mà rất dở. Dũng nghĩ là Dũng là rất dở trong việc duy trì các cái relationship, và thường thì Dũng cũng đôi khi bị bạn bè hoặc là thậm chí là bạn cũ của các cái lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3 này kia, đặc biệt là cấp 3, thì họ nói Dũng rất là dữ, họ kêu Dũng là nhặt gì đó, kiểu giống như là bạt bẽo hoặc là gì đó. Khi mà làm lớp trưởng thì làm tốt, làm tròn vai trò của mình, nhưng mà đến khi mà hết một cái thì coi như không bao giờ thấy mặt đồ này kia. Thì thực sự mà nói rằng là Dũng không có nhiều thời gian để dành cho mọi người. Dũng sẽ prefer, kể nó ra nên mắt nó rất là khó chịu, Dũng sẽ prefer là dành nhiều thời gian cho bản thân. Và cái thời gian cho bản thân ở đây là cái thời gian gọi là chiêm nghiệm suy nghĩ hoặc là self reflection này kia, để mà mình có thể mình hiểu cái suy nghĩ của mình hơn, mình hiểu chính bản thân của mình hơn. Đó. Thì nó sẽ tốt cho Dũng hơn, Dũng nghĩ vậy. Và thêm một cái nữa đó là đối với Dũng thì Dũng không có cần nhiều các cái tiếp xúc để mà duy trì cái sự hứng thú và sự vui vẻ. Bản thân Dũng là một người mà nói sao ta, nói introvert thì không có đúng lắm, nhưng mà Dũng là một cái người mà duy trì cái cột năng lượng bằng cái thời gian ngồi một mình. Tức là nếu như mà mọi người á, thì có nhiều người, người ta đi chơi, đi ngồi với bạn bè nhậu nhẹt tưng bừng á, thì người ta có được năng lượng và người ta cảm thấy thoải mái, khỏe mạnh này kia. Ví dụ giống như là anh bạn đồng nghiệp, cái anh technical manager là anh Phương á, thì ảnh, niềm vui của ảnh đó là giao tiếp, tức là có thể có ngồi uống ly bia rồi chém gió với bạn bè này kia, thì ảnh sẽ thấy vui hơn, ảnh sẽ thấy khỏe hơn, đúng không? Còn trong trường hợp của Dũng thì khi nào mà Dũng mệt, Dũng gần như kiệt sức thì Dũng cần ngồi một mình. Và Dũng ngồi một mình thì Dũng duy trì cái routine đó để Dũng ngồi một mình vào buổi sáng, buổi trưa. Mọi người hay hỏi là tại vì sao Dũng hay ngồi ở Starbucks, mà thực ra Dũng ngồi ở Starbucks để Dũng có được cái quyền, cái luxury đó là được ngồi một mình thôi. Đó, chứ cũng không có phải là tại vì nó quá ngon hay là vì cái gì, nhưng mà đại khái rằng là Dũng thích ngồi một mình như vậy. Còn về các cái relationship thì đúng là khi mà bạn đi làm và bạn làm remote thì đương nhiên là bạn sẽ mất các cái mối quan hệ. Và thực ra cái điều đó nó không có hay và nó sẽ không có ổn in long run nếu như bạn không biết tạo dựng các mối quan hệ cho cái thứ mà bên cạnh cái công việc của bạn đó, và bạn cần phải có những cái người bạn, những cái người mình có thể hỏi hoặc là mình có thể discuss cùng. Tại vì thông thường khi mà người ta làm software hay là người ta làm gì thì người ta sẽ đi chung với nhau, làm việc chung với nhau, và nhờ vậy người ta mới cùng nhau giải quyết được vấn đề. Bây giờ bạn lại chỉ có làm một mình thì nó thật sự là đến khi nó gặp khó khăn thì còn khó khăn nữa, tại vì mình không có nhận được cái lời động viên của ai cả, đúng không? Mình cô độc á, nên là cái việc mà có các cái relationship và có những cái người mà mình có thể ngồi trò chuyện cùng nó cực kỳ quan trọng. Thì Dũng là một cái người mà là khá là may mắn, Dũng nghĩ vậy, vì bản thân Dũng thì có vợ, và vợ của Dũng thì là
một cái người mà Dũng có thể ngồi bên cạnh được, có thể ngồi lâu không có cảm thấy bị phiền hà, không có cảm thấy là mình gì đó mình mất thời gian á khi mà ngồi gần bên vợ. Tại vì hai đứa cùng mỗi người làm một cái việc mà mình đang cảm thấy là mình thích, mình say sưa với nó, và lâu mình ngồi mình quay qua mình nói chuyện với nhau một xíu thôi, xong rồi thì mình lại làm cái việc mình thích đêm nào cũng vậy. Cho nên thành ra nó cảm giác nó rất là thoải mái và rất nhẹ nhàng, cho nên là Dũng cảm thấy là đã khá là thoải mái với chuyện đó. Nhưng mà khi mà về cái trường hợp mà gọi là khi mà bạn có một người để thoải mái, để mà coi như là người ta giống như là cái tấm nệm êm để cho mình không có bị cảm thấy mệt mỏi này kia, thì nó là một phần của vấn đề thôi. Phần tiếp theo đó là tôi có những cái người bạn để mà tôi có thể chia sẻ những cái gánh nặng về mặt công việc, hoặc là những cái khó khăn trong cuộc sống vân vân. Thì đối với Dũng thì Dũng không có muốn tạo ra một cái burden lên vợ của Dũng về cái chuyện là tính gánh nặng trong công việc, hoặc là những cái chuyện trong gì đó đi làm này kia, thì Dũng không có chia sẻ nhiều, tại vì không cần thiết, đúng không? Nó cũng không phải là cái thứ mà thật sự là vợ mình muốn nghe đó. Nhưng mà đối với mọi người thì Dũng nghĩ rằng là khi mọi người có một cái điều gì đó, một cái ẩn ức gì đó, một cái suy nghĩ mà nó cứ xoáy mòng mòng ở trong đầu, thì đương nhiên là bạn phải kiếm ra một cái người nào đó để bạn nói chuyện, để mà bạn giải tỏa. Bạn ít nhất là phải có người nghe cho bạn cái đã, rồi sau đó bạn giải tỏa được cái áp lực ở trong người của bạn. Thì cái chuyện mà được nói ra và nói cho mọi người để mà giải tỏa cái áp lực đó, nó rất là quan trọng. Thì ở đây bạn nên chú trọng về chất lượng hơn là số lượng. Tức là bạn có những cái người bạn, hoặc là những cái người thầy, hoặc là những cái người ăn, hoặc là những cái người mà có thể lắng nghe bạn, có thể làm cho bạn có cái cảm giác rằng là khi mà tôi ngồi với người đó, tôi nói chuyện với người đó, thì tôi cảm thấy tôi được tiếp nhận được cái sự cảm thông, hoặc là sự cổ vũ, hay là không có gọi là không có không có tạo thêm cái sức ép cho tôi để tôi có thể gọi là cảm thấy thoải mái và tôi ngồi tôi nói chuyện đó. Thì nó nên có những cái người bạn giống như vậy để cho mình phần nào đó mình gì đó mình dễ cái cảm thấy mình không có bị gia tăng cái áp lực của cuộc sống lên trong cái cuộc đời của mình đó. Đó là một cái khía cạnh mà bạn cần phải có những cái người bạn bè giống vậy. Thì Dũng không thể nào mà Dũng nói với bạn rằng là làm cách nào để có bạn, thì cái này bạn phải tìm ra các cái kênh nào đó để bạn có thể kiếm được những cái người bạn, có thể lâu lâu gặp bạn nói chuyện, ví dụ giống như là hẹn gặp ở quán cà phê nói chuyện với nhau vân vân. Thì những cái người đó, người ta có thể nói cách nào đó, thì người ta có thể tạo ra cái cảm hứng cho mình để mình làm việc, hoặc là cảm hứng cho mình để mình thay đổi chẳng hạn. Thì nó rất là quan trọng ha. Ngoài ra thì bạn cũng cần phải tạo ra một cái network về những cái người mà có chung sở thích, hoặc là có chung cái kỹ năng, hoặc là có những cái thứ mà bạn cần. Thì cái đó là gọi là câu chuyện về xài resource đó bạn. Tức là mình làm sao để mình tạo ra được cái network mà khi mà mình cần giải quyết một cái vấn đề khó nào đó, thì mình có thể rely on, mình có thể dựa vào họ đó. Thì ví dụ một người giỏi về một mảng nào đó, hoặc là những cái người mà mình có thể xin một cái lời khuyên đó, một cái advice cho cái cuộc sống của mình. Và nếu như mà bạn đi làm remote mà từ quá sớm, thì cái network của bạn đó, cái không gian để mà giúp cho bạn gì đó có thể dựa vào, nó sẽ rất nhỏ và nó rất là hẹp, bởi vì
khó lòng mà bạn có thể kiếm được cái những cái người mà bạn cảm thấy là thân thiết, thích thú trong cái môi trường làm việc remote lắm, tại vì không có giao tiếp, cũng không có chém gió này kia, đúng không? Bây giờ ví dụ giống như là Dũng đi làm hiện tại như vậy thì một ngày Dũng hầu như không có chat với ai, không có nói chuyện với ai, không có đủ thời gian. Nhưng mà Dũng vẫn có những cái relationship và những cái người mà Dũng cần, và những người Dũng cần ở đây là chủ yếu là giúp cho Dũng lấy lại cái cân bằng. Đó, thì lấy lại cân bằng thì rất là đơn giản, chỉ cần nói chuyện chút 15 phút này kia là được, chứ cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian. Họ chỉ giúp cho mình có Dũng. Đối với Dũng á thì câu chuyện rất là đơn giản, Dũng chỉ cần tầm cái khoảng một hai người hay là một vài người gì đó, mà tầm cái khoảng một tuần hai tuần gì đó Dũng bị gọi là theo cái kiểu là Dũng phải có nhiều thứ Dũng suy nghĩ trong đầu quá, mà Dũng chỉ cần nói ra thôi, chỉ cần nói ra để có người nghe thôi và họ nghe thôi, thì đó là đối với Dũng là điều tuyệt vời rồi đó. Thì ở đây thì mỗi cái người, mỗi cái cá nhân đó, người ta có cái nhu cầu về mặt giao tiếp và về mặt khác nhau, cho nên là thành ra là mình phải quan sát mình xem thử mình cần cái gì, mình cần ai. Người như Dũng thì lại rất ít khi cần phải đi tìm kiếm lời khuyên, hoặc là rất ít khi cần phải nhờ cậy ai, nếu như đó chỉ là cái việc cá nhân của Dũng. Nhưng mà đối với công việc tập thể, công việc của công ty này kia thì Dũng lại sử dụng và nhờ rất là nhiều người khác nhau để có thể support cho mình, để dựa vào họ để làm ra được một cái điều gì đó nó tốt hơn, nó lớn hơn. Còn trong cuộc sống cá nhân thì Dũng lại đi theo chiều hướng ngược lại, đó là Dũng không có muốn dựa vào quá nhiều người hoặc là nhờ vả ai hết. Dũng muốn mọi thứ là Dũng tự làm, tự handle đó. Thì đó là cái lối sống của Dũng, cho nên nói về relationship, nói về network thì Dũng network rất là ít đó. Không có nhiều, chỉ được cái đó là ai làm với Dũng và ai gì đó đã từng làm qua với Dũng thì họ có ấn tượng tốt và họ nhớ về Dũng khá là kỹ, khá là sâu, cho nên là họ không có thể gì đó, họ khó lòng mà họ có thể quên được Dũng, và nhờ đó cho nên là cứ đi làm, cứ trải qua một công ty thì lại có nhiều người hơn biết về mình, và họ khi mà họ biết về mình rồi thì họ lại reference mình cho những người khác, kiểu vậy đó. Thì đó là cái sự may mắn của Dũng, chứ Dũng không có nhiều cái nỗ lực trong việc duy trì quan hệ, không có đi ăn đi nhậu cùng, không có đi chơi cùng, đó không có. Thời gian cuối tuần này kia là dành cho vợ con thôi, chứ không có đi chơi với ai, hoặc là có ca nhậu để mà nói chuyện, hoặc là gì đó cà phê sáng với một người nào đó. Dũng không có những cái tiết mục kiểu vậy ở trong dịp cuối tuần đó. Nên là cái việc networking của Dũng thì hầu như là có thể gọi là gần như mình không á. Nhưng mà các bạn không thể làm theo cách của Dũng được. 90% thì các bạn nên có cái relationship, có bạn bè, nó sẽ giải tỏa cái sức ép cho bạn rất là nhiều. Đó là một cái. Thứ hai nữa là bạn phải có cái network của những cái chuyên gia, những cái người mà mình có thể mình rely on, mình có thể mình discuss với họ, mình biết ai giỏi cái gì để mình có thể nhận được cái lời khuyên của họ khi mà mình gặp những cái vấn đề mà nằm trong cái expertise của họ. Thì cái nhóm chuyên gia đó là bạn phải dựng lên cái network đó. Bằng cách nào thì có thể là bằng cách là đi tham gia các cái hội thảo, hoặc là gì đó
hỏi thăm những cái người xung quanh, những người mình đã từng làm chung trước đây, tìm kiếm những cái người mà gọi là người ta có năng lực, có thực lực này kia, làm quen với họ rồi gì đó, nhờ họ tư vấn, nhờ họ mentor đó, nói chuyện này kia để tạo ra cái network. Bạn càng làm việc remote thì bạn càng cần phải tạo ra cái network cho mình để support cho cái tương lai của mình. Làm việc remote là một cái thứ mà nhiều người thích, nhưng mà đối với Dũng thì Dũng nghĩ nó không có phải là một cái cách hay. Working remotely nó làm mất cái connection với people. Và khi bạn mất cái connection với people thì bạn cũng mất đi cái thứ mà gọi là bonding ấy. Tức là giúp cho mọi người gắn kết với nhau và ở lại cùng nhau đó. Giống như về công ty hiện tại, Dũng không có rời công ty đi ấy. Cũng chưa hẳn là vì là Dũng yêu thích công ty hay là vì công việc nó đã gọi là như Dũng mong muốn này kia đó. Nhưng mà thực ra Dũng không có rời công ty đi là vì cái relationship với mọi người, với cái bonding với các bạn nhân viên của Dũng, và họ làm cho Dũng thấy rằng là chả có cái lý do gì mình phải rời đi khi mà mình có một cái team nó rất là tốt và rất là biết hỗ trợ, bảo bọc và support lẫn nhau giống vậy, đúng không? Đó. Và đó là cái team mà Dũng đã cùng các bạn dày công xây nên, thì không có lý do gì để mình rời bỏ họ, trừ phi là có một cái lý do gì đó mà nó thực sự nó vượt trội thì mình mới tính tới chuyện đó. Thế đấy, đó là cái câu chuyện khi mà bạn làm ở các cái công ty mà không phải là công ty, không phải là làm thời gian công việc remote đó. Bạn có bạn bè, bạn có gì đó, bạn có những cái người đồng nghiệp mà bạn có thể dựa vào, nó giống như là một cái team mà có cái sự chiến đấu cùng nhau và vui cùng nhau á. Cái đó quan trọng lắm. Nếu mà bạn có một cái team mà bạn cảm thấy wow, làm việc với cái team này thiệt là đã, thiệt là vui, những cái con người này thật là tuyệt vời, đúng không? Họ support mình, họ đi cùng với mình, họ vui với mình, thì không có lý do gì để bạn rời bỏ nó. Thì ở đây cái câu chuyện đó là khi mà bạn không có được cái luxury đó, khi mà bạn làm việc remote, bạn không có được cái luxury đó, thì đó là một cái sự thiệt thòi của bạn. Và để giảm thiểu cái sự thiệt thòi đó, mà nếu mà bạn vẫn cứ muốn làm remote thì chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là phải tự mình xây dựng ra cái mối liên hệ với các cái người mà gọi là chuyên gia, những cái người mà chuyên gia trong nháy nha, tức là những người mà có những cái kỹ năng, có những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà bạn cần, bạn muốn nhờ cậy họ trong tương lai, thì bạn phải giữ cái list của những cái con người đó. Còn giống như Dũng thì Dũng cũng có, nhưng mà cái danh bạ của Dũng á, tức là cái list mà những cái người mà Dũng có thể rely on á, nó nhiều lắm. Nó lên tới cả không biết bao nhiêu người nữa, nó có thể nó lên tới vài trăm người hoặc là thậm chí cả ngàn người hoặc hơn nữa. Thì Dũng có một cái là Dũng là một cái người mà quản giao và dễ dàng coi như là tạo ra được cái connection với những người khác. Cho nên là chỉ ở thời sinh viên thôi á, thì cái danh bạ của Dũng nó đã lên hơn tới cả hơn ngàn người rồi, chứ đừng nói tới bây giờ ha. Nhưng mà cái Dũng không có những cái hành vi theo cái kiểu rằng là để duy trì cái relationship thì Tết mình phải tới thăm người ta, hoặc là không có cái lý do gì hết mà Dũng vẫn gọi người ta rồi mời người ta đi ăn đi nhậu này kia, thì không có, ít lắm, hầu như không có luôn. Thì cái đó là cái mà nó khác của Dũng so với những người khác. Nên khi mà Dũng khuyên hay là Dũng đưa ra cái lời khuyên cho bạn thì cái Dũng nghĩ rằng là mọi người không có nên làm như Dũng, tại vì đa phần tất cả mọi người để duy trì cái relationship thì họ cần phải có một vài cái thời gian cùng ở bên nhau, làm với nhau một số cái chuyện, thì lúc đó thì mới có cái sự gắn kết, chứ không thể đi theo cái lối của Dũng. Lối của Dũng thì nó khác, đó là Dũng có thể làm gì đó cho họ, khiến cho họ nhớ về Dũng nhiều hơn, và đa phần nó là trong công việc và họ nhớ, cho nên là họ sẽ tìm tới Dũng khi họ cần, và ngược lại thì Dũng cũng chỉ tìm tới họ khi Dũng cần một cái giải quyết một vấn đề gì đó. Thì nó
nó nghe nó có vẻ nó rất là lạnh lùng xa cách, và nó cũng hơi hơi có tính chất lợi dụng ha, nghe có vẻ giống như là có tính chất lợi dụng, nhưng mà nó cũng không có phải. Tại vì đa phần những cái người mà kiểu giống như Dũng thì để kiếm ra được một cái khoảng thời gian tầm có khoảng nửa tiếng một tiếng để mà ngồi ăn trưa cùng nhau là nó là một thứ xa xỉ, chứ không phải là dễ dàng. Có những người Dũng cũng muốn gặp, cũng muốn ăn trưa cùng, nhưng mà hầu như Dũng cũng không có thời gian để mà hẹn với họ. Thậm chí có những người họ muốn là ghé xuống khu Y Thao để gặp, để thăm Dũng này kia, nhưng mà Dũng không có cái time slot luôn. Tức là Dũng không thể nào mà Dũng tìm ra được một cái slot nào đó trong ngày để Dũng gặp họ. Thì nó đó là cái vấn đề cái cuộc sống thôi. Nhưng nếu mà bạn là một cái sinh vật xã hội, tức là con người ấy, sống trong cái quần thể xã hội mà bạn không có cái mạng lưới những cái người liên quan, bạn bè này kia của mình đó, thì đó là một cái điều mà nó sẽ rất khó khăn cho bạn. Bằng mọi cách là bạn phải build được cái network đó. Rồi cái câu hỏi tiếp theo của bạn đó là về cái chuyện là tìm kiếm ra được người mentor cho cái bước đường tiếp theo của mình, thì cái đó dễ thôi. Ví dụ giống như là bạn đặt câu hỏi lên đây cho Dũng thì Dũng cũng sẽ trả lời cho bạn thôi. Và cái nữa là bạn nên ngỏ lời với những cái người mà ở xung quanh bạn đó, những cái người mà bạn thấy tôi nghĩ rằng là rõ ràng rằng là anh có thể nhờ anh cho tôi một lời khuyên được không, hay là nhờ chú, hay là nhờ thầy, hay là gì đó. Thì nếu mà bạn thấy rằng là người ta giỏi, người ta có thể là một cái người mà mentor hợp lý cho mình, thì cứ mở lời ra đó, cứ tìm cách tạo ra cái relationship bonding sâu hơn với họ. Ví dụ giống như là bạn có thể bạn mua tặng cho họ một cái bịch cà phê, hoặc là mời họ uống cà phê vân vân, rồi ngồi nói chuyện với họ, thì họ đâu có tiếc gì coi như là một tiếng hoặc là nửa tiếng này kia để mà mentor hoặc là coach cho bạn đâu, đúng không? Nên là mình cứ mạnh dạn mình xin gặp hoặc là mời người ta để mà gặp người ta để xin lời khuyên. Và khi mà thấy người ta cũng open, cũng cho mình lời khuyên này kia, thì mình có thể xin là mình có thể đề nghị là anh ơi, có thể nào ví dụ giống như là một tháng hoặc là hai tháng em xin phép được mời anh uống cà phê một lần được không? Đó. Thì nếu người ta giúp được thì người ta giúp. Cũng có những cái người họ có năng lực cái kiểu cũng kiểu như Dũng vậy đó, thì họ sẽ mở ra các cái công ty rồi lo làm về cái câu chuyện về mentoring, coaching này kia. Thì lúc đó là cái việc để mà sinh ra tiền cho họ đó bạn, nên là họ sẽ không có cái xu hướng là ngồi nói không công với bạn đâu. Thì lúc đó bạn phải trả tiền cho họ đó. Thì cũng có thể đó là một cái cách để mà kiếm được cái người coaching, nhưng mà cách đó thì tốn hơi nhiều tiền. Đương nhiên thì những cái người coach chuyên nghiệp thì họ sẽ có những cái methodology, những cái cách thức để mà support cho mình, cho nên là cũng giúp cho mình được phần nào đó. Thì có nhiều cách khác nhau để giúp cho bạn được coach hoặc được mentor. Và thực sự mà nói thì Dũng thấy là cái người mà giúp cho mình phát triển tốt nhất là chính mình. Đó là mình đi làm ở trong công ty, rồi mình cứ lăn xả, mình cứ chọn những cái vấn đề khó, những cái vấn đề mà nó challenging, mình nhảy vô, mình làm, mình chiến đấu với nó, và dần dần mình cũng trưởng thành từ trong đó. Và cái network, cái relationship của mình cũng tạo được từ trong đó. Nên lời khuyên của Dũng cho những cái người trẻ đó là nếu được á, thì đừng có làm remote. Nếu được thì hãy đi làm tới công ty, đi làm có network, có mối quan hệ.
Cái đó nó hay lắm mọi người, chứ còn ngồi ở nhà làm một mình nó sẽ làm cho mọi người bị mai một dần các cái kỹ năng liên quan tới giao tiếp này kia. Mọi người cũng không có quan sát đến những người khác. Cái thời Covid Dũng đã có từng có một năm rưỡi ở nhà và làm việc một mình, và Dũng phải nói rằng là cái năng suất nó tăng lên. Nhưng năng suất nó tăng lên, nhưng mà còn cái thực lực nó có tăng lên giống như mình nghĩ hay không á, thì đó là một câu chuyện khác. Khi mà bạn bắt đầu bị mất dần các cái relationship này kia, thì cái năng lực về quản lý hoặc là về cái EQ của bạn này kia nó sẽ bị chững lại. Tất cả những cái kỹ năng đều được phát triển và grow theo thời gian, kể cả EQ lẫn IQ. Cho nên là không có cái chuyện là bạn gì đó trẻ bạn ngốc thì già bạn vẫn ngốc, không? Nếu mà bạn có cái sự cọ sát, có cái sự tập luyện, cái sự trải nghiệm trong cái công việc, thì cái kỹ năng và cái khả năng mà suy nghĩ của bạn nó cũng sẽ tốt lên dần. Chứ không thấy nào mà nó không tốt lên được. Ok, thì mình nghĩ rằng là đây là một cái câu hỏi mà nó thuộc loại rất là khó, và mình không có được một cái công thức hay ho đẹp đẽ để gửi cho bạn. Nhưng mà hy vọng thì qua cái nói chuyện như thế này, nó sẽ giúp cho bạn có thể nhìn ra được điều gì đó và có một cái chiến lược tốt để mà phát triển cái sự nghiệp của bạn. Rồi, vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và hẹn gặp mọi người trong cái clip tiếp theo. Bye bye mọi người.